mọi người. Hôm nay cháu mình ông Phạm mọi người ơi, Phạm Tông nha. Hôm nay về chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một món là hàu nướng mỡ hành, và đây là có mỡ hành, đây là đây là đậu phộng, đây là trứng cút nha, đây là bông mai, đây là nước mắm. Mình sẽ nướng và mình sẽ quay cho các bạn coi, là một siêu phẩm nha mọi người. Đó, mình Phạm Tông nha. Từ mà quê hương Phú Tân về bên Ngọc Hiển mọi người. Ăn hàu Ngọc Hiển. Về Ngọc Hiển thì chế biến món hàu Ngọc Hiển thành một siêu phẩm. Siêu phẩm hàu gì đây? Hàu nướng phô mai và trứng nha. Trứng và có cả mỡ hành và đậu phộng. Và nước chấm nha. Đây là một siêu phẩm mọi người. Hào con nào nấy to đùng, đó là bự khủng mọi người. Tách ra nướng này hơi đầu tách ra mọi người. Nước mà lại nữa vậy. Đó là những con hàu quá khủng luôn mọi người. Đó, bỏ hành lên. Em bỏ phô mai lên. Quá khủng luôn. Nó cũng hơi bị nổ mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn luôn rồi. Phô mai đậu phộng. Trời ơi, nhiễu cái nước phô mai lên, nó xè lên. Mọi người có nghe mùi thơm chưa? Sao nghe được? Quá. Chứ mình đây mình chịu hết nổi rồi. Mọi người biết có nghe không? Cho mình cũng nghe đó, nghe mùi thơm đó mọi người. Khói hơi mỏ. Bỏ ra miếng cái là mình thoạt mũi dao vô. Thơm đó. Đó, thơm đó. Giờ của Phạm Tông nghe là thơm đó mọi người. Quá luôn mọi người. Ôi trời ơi, con bự quá thấy cục thịt. Con bự quá tiêu thịt. Con đó nó bị lỗi nha mọi người, nó này nó bị xin dưỡng xíu nè mọi người. Thịt nó hơi bị teo mọi người. Nó nói chứ nó không bằng mấy con này là một hộp gì nè, hộp thịt gì. Ú ồ. Quá luôn. Tới đồ. Ăn cái tới tiền luôn. Gì? Thì đang ăn lẹ vô thôi con. Đó. Quá luôn. Nước phô mai nha mọi người. Đó. Phô mai và đậu phộng. Đây là mỡ hành luôn. Chưa đặt trứng cút rồi. Còn cái trứng cút nè. Quên trứng cút nè. Đó là làm con đấy thì đặt trứng cút luôn. Chỉ là chưa đủ gia vị nữa rồi. Nổ vỏ. Hào thì đây nha mọi người, mình sẽ đập trứng cút luôn nha mọi người. Kêu phô mai tan cái mình đập trứng cút vô nha mọi người. Đó, mọi người thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn. Mở trứng cút vô nha mọi người. Bà cô hèn dữ quá luôn. Bà cô thèm dữ rồi đó hả? Không dữ, bà cô hèn dữ rồi. Bà cô vì cái gì bà cô cũng thèm. Bỏ vỏ đâu, lên bị cái gỗ không? Đây nè. Bỏ vô. Bỏ gỗ quá. Đó mọi người ơi, này ta chảy
Đây cái bớt, lấy cái bớt, bớt. Để điện cho băng bạn con. Quá luôn. Ngó. Cho băng. Dạ, không ai. Hết trơn nhớ luôn. Anh nghe nhìn hết trơn luôn. Quá luôn mọi người ơi. Siêu phẩm. Cháo này nè. Trời dạ. Có nổ luôn. Món siêu phẩm nổ bùm bùm luôn. Để đông quá. Này đặt cái món gì ta? Hào nướng phô mai nè. Hào nướng phô mai. Hào nổ phô mai. Bị nó nổ quá. Kể đi. Có hai hàng dữ là có hai cười kìa. Có hai cười. Có hai hàng dữ lên khói ngút ngời luôn. Trứng cục. Trứng kia nè, nó trôi đâu rồi. Có hào mà mình ăn trứng mọi người. Hồi đặt đè mấy cái con này nè, nó sâu nè, nó sâu cái nè. Vô thử con sâu đi. Quá. Một nè luôn. Siêu phẩm. À, bây giờ ra dĩa mọi người ơi. Nào đó lên dĩa cho mọi người. Quá thèm cho mọi người. Đặc sản cho bạn này dưới miếng mắm lên. Có người đi. Bạn này dưới miếng mắm lên. Đồ ăn đi. Ăn đi mọi người. Có người đi thèm. Ừ, đây này. Rút nhà luôn. Quá vậy. Con nào lấy to to không? Con nào lấy to to khủng luôn. Nhậu mắm xiên rồi. Hai đứa nước miếng. Quá ngon. Này Phạm Tông chỗ tài nè. Hào nước phô mai trứng cút luôn. Món này từ Phú Tăng đem về Ngọc Hiển làm nha. Hào đẹp hào đẹp thịt. Mà thả nấu thì ở bên Phú Tân. Cái muỗng múc vô. Đó. Thử nha mọi người. Mày vô nha mọi người. Mà cả nhà ăn thử hào nướng phô mai. Thử đi con bé không? Thử đi con bé không? Thử ra, thử miếng ra. Trời, trời. Trời ơi. Trời, trời ơi. Đưa vô mọi người. Đưa vào, đưa vào luôn. Có ai vô không chú ba? Chú ba sao? Chú ba miếng mặt trời. Coi này, coi thấy miếng này trời. Béo vậy đấy. Coi nó béo. Trời, mình chảy nước miếng mọi người. Nuốt cái ọc luôn. Chú ba liếm đi. Chú ba liếm cái miệng đi kìa. Chú ba hèm dữ vậy đó. Bà cô cho chú ba ăn nữa. Rất ngon, cho 10 điểm. Bà cô, chú ba ăn tiếp tục hào mới nữa nha. Làm không kịp ăn, nếu mà này làm không kịp ăn thì... con đi con nữa đó, đừng nước con hết à. Làm cho không kịp ăn luôn rồi, nước con hết rồi. Rồi đưa đây con. Dạ Vũ con đi, ấy con đi, Vũ con ăn hết đi rồi mẹ cho. Dạ. Ăn đi mọi người ơi. Quá rồi, đưa mấy đứa rồi chơi ăn ái đi dễ vô. Chú Bảo không nói, chú Tá không nói chuyện nổi chưa? Cười vui luôn. Chú Tá. Chú Hai kìa. Mẹ mình sắp đi mày. Cha kỳ á. Cười chú Tá. Nó bảo á. Được cô. Cái thế luôn. Dạ, yeah, ok. Trời ơi, ổ hết luôn mày. Cha, cha ấy dính rồi cho rồi. Cha mọi người. Có ăn thợ một làm mà hào không đủ luôn em mọi người ăn. Mình tắt ra sẵn đi. Cái bỏ lên cái mình cứ bỏ là hành lên cái ăn luôn rồi cho nó nhanh. Chứ để cái này nó hơi lâu. Tách còn tươi hả? Ừ. Tách còn tươi thì tách hơi lâu. Cái này đang lẽ tao nướng cho hải hồng hồi tao tách hết rồi tao mới đem tao nướng lại. Được. Trời chú Hai giờ ăn rồi thấy ngon rồi. Được mày. Cho một lay. Cái này để từ từ hả nướng. Mình tách ra hồi đi mình nướng lại cái nhìn nó đẹp lắm. Cho một lay. Rồi tách mấy con ngay chính chính rồi hả nướng cho một luôn hả? Quá hàng ngon. Chú bà ăn không có kịp luôn. Rất ngon. Quá. Thầy mọi người nhìn thấy hấp dẫn mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn mọi người. Quá. Đậu phộng nha mọi người. Chú đầu bếp ăn vô luôn nha mọi người. Đầu bếp thử miếng. Đây mình làm nước mắm nha mọi người. Với miếng nước chấm vô nha mọi người. Đó. Quá. Mọi người nghe mùi thơm không? Nhất là mùi thơm chịu hết nổi rồi. Anh thấy để ăn con hả? Để gọt chưa? Gọt. Nóng quá mọi người. Gọt lúc dưới giờ chưa gọt không? Anh
ăn lẹ cho không nghĩ cho luôn. Ai coi vậy? Còn dính một cái bề dưới mà. Cái nước mắm mọi người ơi. Cái ngon cho một like nha mọi người ơi. Nó bù ra kiến nha mọi người. Ngon cho like luôn, nhớ chia sẻ luôn mọi người ơi. Bếp ông không làm rồi ông thử. Dở đâu ơi. Chị muốn lửa, chị muốn lửa. Mời mọi người nha. Chị không lửa nha. Mời nha, quá là thơm rồi. Mời mọi người nha. Ngon, quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Trời ơi. Đó. Chị phỏng lưỡi luôn nha. Quá. Mười điểm. Mười điểm. Không. Mười điểm. Trời ơi. Cháu mình cho 100 điểm luôn. Quá. Đậu tí ơi. Đậu tí ơi, thế anh hai lúc này chỗ tài mốt. Chết luôn rồi. Lại luôn, chạy. Chạy xe xuống liền còn kịp. Còn kịp ta trường quá trời. Còn kịp trời ơi, đó 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 đó. Đó đó. Tỷ thế luôn. Quá ngon. Quá dữ. Nhìn mà. Làm sao mà ngất thôi, khóa sản. Quá. Hào tự nhiên mà, đâu có gì đâu. Không có tiền đâu. Trời đếm. Chứ phải mua khóa sản này à. Phải mua đâu, hào tự nhiên mà. Hào này nhờ mình đục dưới cổng vô nhà lên rồi mọi người. Chứ à, nếu mà mua đó thì phá sản à. Tao nghĩ đừng cho con nào. Tao nghĩ đừng cho con nào. Nghĩ vậy ăn đi, ăn hết rồi mới cho ăn. Còn mấy muỗng nữa gác ăn hết đi rồi ăn. Tách đi mình tách đang đi là làm tăng một cái giờ ăn này không đủ đâu. Không đủ đâu, làm tăng đi. Để thôi ta ăn. Đủ rồi, cô na, cô tư rồi. Nhìn đi thèm đó, hồi ăn mà ơi. Tách đi, tách vài con đi, bỏ cái một. Ngon, cái ngon. Cái cho mấy đứa cháu đang đi. Trời ơi. Tao làm đó chứ không phải ở đâu làm đâu. 31 thì tao biết rồi, đi mốt dưới cống đâu tao đọc đục lên tao ăn rồi chứ gì đâu. Tách đi, tách thành vài con đi, bỏ lên nướng cái một cho mấy đứa nè. Đúng rồi, ăn cái một luôn. Đúng là hết sảy rồi đó. Còn nó dễ gà gió đó. Như con này thì dễ thương nè. Để mình chắc chút vô mọi người. Bây giờ ăn ăn không muốn kịp. Không muốn kịp ăn luôn. Chắc vô chứ. Xa quá nó không kịp nóng rồi. Thôi là như mình ăn với ông ăn món này mốt rồi. Ghiền rồi mốt. Lại mà nhắc cho nó lẹ chứ. Đúng rồi, cái tô này. 31 mà món này ngon quá rồi, 31 mày sao có ăn mày? Gà nhiều đâu có ăn nhiều. Món mày về lại còn có ăn. Chè, ông ăn lắm rồi kìa. Con này được hay vậy? Được hay không? Được rồi, 31 xuống con đục lên ăn. Giờ con nó bự mà sao cái hình nó nhỏ. Mấy bữa cho đi ăn đi em. Bỏ gì? Bỏ đồ vô. Bỏ hành coi nè, giúp mấy mùa mai cũng được. Hành nhiều mới ngon. Hành nhiều mới ngon. Mọi người con kịp luôn. Đây. Đưa máy đây. Giờ có nền thợ mà làm không kịp luôn. Cái đó chính là gì đó. Để cho chín chút. Chung giới thiệu mọi người nha, ăn ngon hay không là vào cái tô này đây. Nước mắm đó là phải như vậy nè. Đó, nước mắm chấm này nói chung cũng thần thánh luôn rồi. Ăn thua là giờ biết nói chung thì nó nướng thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà ăn thua là cái tô này nè. Đó, tô này là tôi học cũng là cũng tốt hết mớ tiền nữa mới làm được cái tô đó đó. Chóc với em chị. Hay nó phải đỡ nước cho kênh. Mọi người nhìn có thấy hấp dẫn không chứ em? Giờ ta đổi kênh mà đổi còn qua blog nữa. Đi qua gì nữa nó lâu xa xui quá. Chế thằng miếng nước mắm này. Rưới nước mắm vô rồi mọi người. Trời ta không khác. Được rồi, nhiều đó. Nó, ủa, đây. Ủa gì mà đẻ luôn rồi. Rồi, em A Quang này nóng quá. Nóng quá. Vừa nóng vừa nóng hổi vừa thổi văng luôn mọi người. Thổi nhẹ ăn cái đi lại. Rồi, nóng quá. Quốc vô hết luôn rồi. Con tha hữu con. Cảm giác sao? Chưa kịp nói luôn rồi. Nói chung là nó béo ngậy luôn mọi người. Nó béo ngậy, cái phô mai nó béo ngậy luôn nha. Nó đập họng rồi, hành rồi nó rất là thơm ngon mà. Ngon nhất là cái nước mắm thiệt. Anh dùng nước mắm ngọt tới độ mọi người.
Tôi nghĩ chắc qua ngày hôm nay cái ngày mai cái cống của A Quang chắc sẽ không còn con nào. Này không đủ ăn rồi, quá rồi. Ngày mai còn mấy cái bãi. Rồi nếu theo anh Quang nghỉ cho được mấy điểm? 10 điểm. Quá. Quá ngon. Này con 10 cái điểm 10. Quá mọi người. Hết sảy. Nói chung cái hai đứa đang đợi. Cái phô mai đồ quá ngon mà, phô mai quá thôi. Má thơm cậu với mỡ hành béo béo, đậu phộng béo béo nữa, mỡ hành nó thơm và béo cái chất mỡ mọi người. Phô mai cái hàng phô mai nó cũng béo béo luôn mọi người. Giờ cái thịt hào này rất ngon, với cặp này có nước chấm, với cặp này nước mắm này rất ngon mọi người. Quá ngon mọi người. Hay nói là cái món này là đúng là một siêu phẩm mọi người. Một siêu phẩm. Một siêu phẩm mà từ Phú Tân đem về đây. Anh thợ nấu từ Phú Tân về đây mọi người. Chơi nào giờ mình chỉ đây mình chỉ nướng ăn không mọi người. Quá ngon mọi người. Không kịp luôn. Cá thò lòi quay lên chia sẻ cho mọi người luôn hả? Ngày mai để cháu đồ quay cá thò lòi đó mọi người. Nhưng mà cá thò lòi để clip sau đi. Để mình video sau video này. Mọi người nhớ xem thì chia sẻ mình nghe mọi người. Chia sẻ video và cho video đi. Mình nhớ mình làm những siêu phẩm cho mọi người xem. Mấy mẹ có tiền mà. Đây mình có cái động lực mà có tiền nhiều á, bắt đầu mình rước con cháu mà xuống mình quay video cho mọi người xem. Cô có bữa luôn. Quá luôn. Bọc cô là hình cookie á. Ở cô cookie lắm. Cho món mình tắt sẵn. Tắt sẵn là.